Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn là khi nhắc tới tinh bột nghệ vàng thì tất cả chúng ta đều biết đến công dụng của nó. Chẳng hạn như là chữa lành vết thương, kháng viêm hay là chữa trị viêm loét dạ dày thành công. Tuy nhiên trên thực tế thì tinh bột nghệ vàng còn có rất nhiều công dụng thần thánh khác mà chúng ta chưa hề biết đến. Vậy những công dụng đó của tinh bột nghệ vàng là gì? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. 8 tác dụng thần kỳ của nghệ. 1. Uống tinh bột nghệ cùng mật ong ngăn ngừa ung thư. Cùng nghệ và mật ong có chứa chất chống oxy hóa và nhiều hoạt chất có thể ngăn ngừa các gốc tự do gây tổn thương có thể gây ung thư. Một số nghiên cứu báo cáo rằng nghệ có thể thúc đẩy apoptosis, một quá trình kích hoạt các tế bào ung thư tự hủy theo chương trình. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy rằng curcumin có thể làm tăng tác dụng của cisplatin, một loại thuốc hóa trị giúp điều trị bệnh ung thư đầu cổ. 2. Uống tinh bột nghệ với mật ong giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer là hội chứng suy giảm trí nhớ, thường xảy ra ở người cao tuổi. Những người uống tinh bột nghệ với mật ong kết hợp thêm sữa sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer. Thành phần của chất curcumin có trong nghệ là tác nhân chống viêm, cùng với mật ong hoạt động như chất chống oxy hóa, có thể ngăn chặn tế bào não bị tổn thương. Ngoài ra, sữa sẽ kích hoạt quá trình sản xuất tế bào mới trong não được tốt hơn và hỗ trợ tốt trong việc điều trị bệnh. 3. Uống tinh bột nghệ với mật ong sẽ giúp kháng viêm hiệu quả nhờ đặc tính của curcumin. Mật ong được biết đến với khả năng kháng viêm, có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm mãn tính. Đối với những bệnh nhân đang gặp tình trạng này, việc kết hợp thuốc và uống hỗn hợp tinh bột nghệ mật ong thường xuyên sẽ giúp đem lại hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để uống theo liều lượng thích hợp. 4. Công dụng của tinh bột nghệ, mật ong trong việc hỗ trợ giảm đau cơ khi hoạt động mạnh. Một nghiên cứu chỉ ra rằng tinh bột nghệ có thể làm giảm đau cơ sau khi hoạt động mạnh. Mật ong có thể làm dịu mức độ căng của các cơ khi chịu các tác động chấn thương một cách nhanh hơn. Ngoài ra, mật ong và nghệ còn có tác dụng tăng cường dây chằng và được xem như một loại thuốc bổ cho những người thường xuyên hoạt động về cơ bắp. 5. Uống tinh bột nghệ và mật ong giữ xương chắc khỏe. Nếu như bạn đang lo lắng với tình trạng đau khớp hay mắc phải chứng loãng xương, bạn sẽ bất ngờ vì uống tinh bột nghệ và mật ong còn có thể ảnh hưởng đến sự sinh sản tế bào xương và giữ cho xương không bị mất canxi. Vì vậy, xương sẽ chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó, viêm khớp, căn bệnh thuộc về bệnh tự miễn dịch cũng được hỗ trợ bởi những lợi ích của mật ong và tinh bột nghệ. Vì vậy, sự kết hợp của hai loại thành phần này giúp giảm đau và viêm phát triển ở những người bị bệnh viêm khớp. 6. Tinh bột nghệ, mật ong làm tăng cường hệ miễn dịch và phòng cảm cúm. Một lợi ích bất ngờ khi bạn uống tinh bột nghệ với mật ong chính là sức đề kháng của bạn sẽ được tăng cường tốt hơn. Hỗn hợp này được sử dụng làm chất bổ sung cho cơ thể khi bạn có các triệu chứng bệnh như cảm lạnh, cảm cúm. Thêm vào đó, hai thành phần này còn có chứa đặc tính chống vi khuẩn và kháng virus, có thể ngăn chặn cơ thể khỏi virus cúm. Ngoài ra, mật ong và nghệ còn có những đặc tính kháng viêm rất mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể của bạn chống lại bệnh tật một cách tốt hơn. 7. Nghệ và mật ong còn giúp lọc sạch máu, đào thải độc tố và bảo vệ thận. Máu của chúng ta thường chứa một số độc tố và các chất độc hại như các chất gây dị ứng và hóa chất. Vì vậy, đặc tính của các loại thực phẩm từ nghệ và mật ong có thể giúp làm sạch thận và dẫn đến làm sạch tuần hoàn máu. Tinh bột nghệ với mật ong có tác dụng đào thải độc tố và được coi là một thức uống có công dụng giải độc rất hữu hiệu. Ngoài ra, theo cơ chế hoạt động lọc sạch trên, mật ong và nghệ cũng là loại bỏ độc tố, các chất có hại từ thận. 8. Thúc đẩy tiêu hóa và hỗ trợ trị viêm loét dạ dày. Thông thường, nghệ được dùng trong nấu ăn không những có tác dụng tăng hương vị và màu sắc, mà còn bởi loại gia vị này rất thích hợp cho hệ tiêu hóa. Hơn thế nữa, tinh bột nghệ với mật ong nổi tiếng vì lợi ích trong việc bảo vệ các cơ quan chức năng của cơ thể. Hai thành phần này có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, tránh tình trạng viêm loét dạ dày và giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Mật ong chứa enzyme glucose oxidase tạo ra hydrogen peroxide, có thể tiêu diệt vi khuẩn có hại như H. pylori trong dạ dày. Loại vi khuẩn này góp phần vào sự phát triển của bệnh viêm loét dạ dày. Giống như mật ong, nghệ cũng chứa các đặc tính có hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn bệnh xâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa. Vâng, với những công dụng thần kỳ của tinh bột nghệ vàng mà chúng tôi vừa kể trên thì chắc hẳn rằng đã đến lúc quý vị cần nên dự trữ nghệ ở trong bếp của nhà mình đúng không ạ?
Hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về những tác dụng của nghệ. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.